Thưa quý vị và các bạn, với ý chí quyết tâm nuôi các con thành tài, gia đình ông bà Nguyễn Nhật Hoài, Đỗ Cẩm Hồng ở ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn luôn nỗ lực khắc phục hoàn cảnh khó khăn, nuôi dạy các con ăn học nên người và trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào gia đình hiếu học ở địa phương. Cả hai vợ chồng ông đều sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nên vợ chồng ông thấm thía được cái khổ cực của người ít học. Chính vì vậy, dù khó khăn đến mức nào, hai vợ chồng cũng cố gắng cho con đi học. Ông bà Nguyễn Nhật Oai, Đỗ Cẩm Hồng, sinh được 6 người con, nhà nghèo lại đông miệng ăn, nên vợ chồng ông phải chật vật lắm mới lo đủ cho các con đến trường. Khó khăn là vậy, nhưng vợ chồng ông Oai, bà Hồng luôn nhận được niềm vui vì các con ông luôn hiếu thảo, chăm ngoan và học giỏi. Thì tôi cũng giáo dục con bằng cách đó. Thì ví dụ như ngày xưa mà đi học, mà đứa học buổi sáng thì buổi chiều về tôi cũng là rủ con cái rồi đi đồng. Để chi? Để trước là sự thật con nhỏ thì nó không tiếp được bao nhiêu. Nhưng mà qua cái chuyện tiếp xúc mà làm lụng là thấy sự cực khổ của tôi đó. Cho nên là con của tôi là đứa nào từ lớn cho chí nhỏ là mặc dù sau này lên đại học rồi sống xa nhà nhưng mà nó cũng không có đua đòi theo cái chuyện ăn chơi, bởi vì nó thấy cảnh cực khổ mà cha mẹ mà dầm mưa giải nắng, cho nên người đứa nào cũng là chăm ngoan học hành. Bằng nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn của gia đình, những người con của ông Hoài đều chăm ngoan học giỏi. Sau những tháng ngày trui rèn nơi giảng đường đại học, những người con của ông đều học tốt với kết quả khá giỏi và khi ra trường đều đã có việc làm ổn định. Trong 6 người con của vợ chồng ông Nguyễn Nhật Oai, người con gái thứ 3 hiện đang là phó giám đốc trung tâm y tế huyện Thoại Sơn. Con trai thứ 4 đang công tác tại công an tỉnh An Giang. Con gái thứ 5 công tác tại chi cục bảo vệ thực vật An Giang. Con gái út công tác ở trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm giống nông nghiệp An Giang. Gia đình anh Nguyễn Nhật Oai trước nay thì sống nghề nông. Nhưng mà trước sự đổi thay phát triển kinh tế của đất nước á, anh chị và gia đình, các cháu hiểu rằng trong cái thời kỳ công nghiệp quá, hiện đại quá, nếu mà mình muốn tồn tại và phát triển phải học tập, phải ra sức học tập và trau dồi kiến thức về mọi mặt. Nên anh chị cũng như các cháu, anh chị thì ráng nuôi mà các cháu thì ráng học, nên cũng đạt được những thành tích mà đáng kể. Ước mong sau mọi người, mọi gia đình ai cũng ham học, ham trao dồi kiến thức như vậy để mà thứ nhất là nâng cao cuộc sống của gia đình, thứ hai nữa đó là góp phần phồn vinh của đất nước. Những năm qua, gia đình ông Nguyễn Nhật Oai và bà Đỗ Cẩm Hồng đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào xây dựng xã hội học tập, được Ủy ban nhân dân huyện, Hội khuyến học huyện và Hội khuyến học xã tặng giấy khen. Những tháng ngày gian khó đã qua, cả ông Oai và bà Hồng đều tự hào vì công sức bỏ ra đã được các con đền đáp xứng đáng.